Nhật Bản xả thải, Trung Quốc phản ứng gắt, nước nhiễm xạ rủi ro tới đâu? Chiều 24 tháng 8, Nhật Bản đã bắt đầu quá trình xả nước thải hạt nhân từ nhà máy Fukushima ra Thái Bình Dương. Động thái của Nhật Bản đã vấp phải sự phản đối của một số nước láng giềng trong khu vực. Giới chức Trung Quốc đã ra thông cáo gay gắt, tuyên bố Bắc Kinh phản đối và lên án mạnh mẽ hành động của Nhật Bản. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nhấn mạnh, có thể sẽ xảy ra một thảm họa thứ cấp do con người gây ra đối với người dân và toàn thế giới nếu Nhật Bản chọn cách xả thải ra biển. Phản ứng trước động thái này, chính quyền Trung Quốc đã ra lệnh cấm nhập khẩu toàn bộ hải sản từ Nhật Bản. Theo AP, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng ra thông cáo phản đối quyết định của Tokyo. Dư luận Hàn Quốc bày tỏ lo ngại về hoạt động xả thải, trong khi chính quyền nước này hối thúc Nhật Bản công khai thông tin một cách minh bạch và có trách nhiệm. Trên thực tế, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA khẳng định kế hoạch xả 1,34 triệu tấn nước thải hạt nhân đã qua xử lý ra biển trong vòng 30 năm của Nhật Bản có rủi ro phóng xạ không đáng kể đối với con người và môi trường biển. Đơn vị vận hành nhà máy Fukushima, công ty điện lực Tokyo TEPCO cho biết, chất phóng xạ đáng kể duy nhất còn lại là Chi-Ti. Theo chính quyền Nhật Bản, nồng độ Chi-Ti sẽ chỉ bằng 1/7 tiêu chuẩn nước uống của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. IAEA cho biết, cơ quan này sẽ khởi động một trang web cung cấp dữ liệu thời gian thực về quá trình xả thải của Nhật Bản và đảm bảo sẽ có mặt tại hiện trường trong suốt quá trình diễn ra. Theo Financial Times, nhiều chuyên gia hạt nhân và phóng xạ từng lên tiếng về vấn đề này đều bày tỏ sự ủng hộ với kế hoạch của Nhật Bản. Giáo sư khoa học môi trường Jim Smith của Đại học Portsmouth tuyên bố, là một nhà khoa học, tôi sẽ bắt đầu quá trình xả thải sớm hơn và thực hiện nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, cũng có một số bên bày tỏ quan điểm hoài nghi trước dữ liệu và luận điểm ủng hộ kế hoạch xả thải của TEPCO. Tổ chức khoa học đáng chú ý nhất ngoài châu Á công khai phản đối động thái của Nhật Bản là Hiệp hội các phòng thí nghiệm hàng hải Mỹ. Hiệp hội nhấn mạnh, dữ liệu do TEPCO và chính phủ Nhật Bản cung cấp chưa đầy đủ và trong một số trường hợp không chính xác, có lỗi trong các thao tác lấy mẫu dẫn tới sai sót trong kết quả đánh giá an toàn. Luc Binh Lam, Chủ tịch Hiệp hội Hạt nhân Hồng Kông bày tỏ quan điểm, không ai thực sự biết những tác động dài hạn của việc xả một lượng nước thải lớn như vậy ra môi trường tự nhiên.